Hôm nay là ngày đầu tiên cô gái này chuyển đến ngôi trường mới, mọi thứ với cô vẫn diễn ra bình thường vì bản thân đã từng làm điều tương tự ở nhiều lần trước đó. Nhưng Suzy đâu biết trước mắt mình chính là địa ngục trần gian, nơi mà những kẻ yếu thế sẽ phải chống chọi với những con người cực kỳ tàn ác. Ngay sau đó, thầy giáo chủ nhiệm dẫn cô vào giới thiệu với các bạn mới. Việc chuyển trường với Suzy chẳng khác gì ăn cơm bữa, cứ 3 tháng một lần vì bố cô thường luân chuyển công tác. Suzy tự tin rằng hòa nhập với lớp là tài năng của mình, nhưng khi cô giới thiệu bản thân xong thì khuôn mặt của bọn họ chẳng có vẻ gì là chào đón. Thầy giáo cũng khuyên mọi người hãy chăm sóc cho bạn mới đi nhé, rồi sắp xếp cho cô một chỗ ngồi ở phía cuối lớp. Với kinh nghiệm của mình thì cô tự dặn lòng cần phải tránh xa hai loại người, đó là người thua cuộc và những kẻ bị bắt nạt. Xui xẻo thay, cô gái ngồi bên cạnh Suzy nằm trong số đó. Jaen là nạn nhân của bạo lực học đường, trên người cô ấy chẳng chịt những vết sẹo mà bọn chúng đã để lại. Sau giờ giải lao thì có vài cô bạn tiến đến bắt chuyện với Suzy, họ cũng giới thiệu cho cô biết về một số thành phần nổi bật trong lớp học này. Cô gái xinh đẹp này tên là Hajin, bên ngoài thì luôn tỏ ra thân thiện và tốt bụng, nhưng trong vỏ bọc đó là một tính cách lạnh lùng và xảo quyệt. Đằng xa kia chính là Jaejim, một idol của giới trẻ trong ngôi trường này. Bên kia là lớp trưởng Seo Joan, học sinh giỏi toàn diện mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng tất cả chỉ là bề nổi của tảng băng, những cái tên kể trên ít nhiều đều tham gia vào vấn nạn bạo lực học đường. Nơi mà họ tạo ra một trò chơi đầy tính tàn ác, buộc những kẻ yếu thế phải chịu số phận nghiệt ngã, và Jaen là một ví dụ điển hình. Ngay hôm sau, Suzy cũng bắt đầu cảm nhận được vấn nạn nan giải đó khi nhìn thấy có hai cô bạn đang cố tiếp cận Jaen. Họ đưa cô ấy vào nhà kho của trường rồi bắt đầu hành hạ, họ làm đủ trò tàn bạo và chắc hẳn Jaen phải đối diện với điều này trong một khoảng thời gian dài. Suzy lén lút đứng bên ngoài chứng kiến tất cả, cô bắt đầu hình dung ra ngôi trường này chẳng phải là màu hồng. Nhưng vẫn chưa hiểu được lý do gì mà cô ấy lại phải hứng chịu những thứ đó. Một lát sau khi tất cả đã rời đi thì Suzy mới dám bước vào, cô khuyên Jaen nên tố cáo bọn họ đi, hay nếu sợ hãi thì cậu có thể đứng lên và bỏ chạy. Nhưng Jaen chẳng nói bất kỳ một lời nào cả, Suzy tiến đến đưa cho cô ấy miếng băng dán vết thương, cô bất ngờ khi thấy trên tay Jaen có rất nhiều vết sẹo. Có vẻ như cô ấy đã từng cố tự tử nhiều lần, lý do đó chắc hẳn nằm từ việc cô bị bọn chúng hành hạ trong suốt thời gian dài. Khi biết hôm nay là thứ năm thì Jaen khuyên Suzy nên quay về lớp, rồi còn bảo cô phải nhanh chân lên. Khi Suzy vừa bước vào lớp thì mọi người đều gửi tới cô một ánh mắt lạ lùng, tiếp đến lớp trưởng tiến lên bảng rồi vẽ một hình tam giác. Vì Suzy vừa mới chuyển đến trường nên Joan phải thích rõ cho cô hiểu, vào ngày thứ năm cuối cùng của tháng thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi lựa chọn người. Joan liền gửi cho cô một đường link để tải trò chơi đó, nó có tên là Kim Tự Tháp. Nói một cách đơn giản thì đây là một cuộc bỏ phiếu, nó không bắt buộc nhưng nếu không muốn tham gia thì cậu có thể làm giống như Jaen. Tùy vào phiếu bầu mà cậu nhận được thì sẽ được xếp loại từ A đến D, những người có thứ hạng A được hưởng một số đặc quyền riêng. Những người có thứ hạng thấp hơn sẽ không thể chống lại họ, ngoài ra cũng còn hạng F nữa khi cậu không nhận được phiếu bầu nào cả. Điều hiển nhiên là hạng F sẽ đối nghịch với hạng A, đến đây Suzy mới nhận ra trò chơi ngu ngốc này. Họ muốn tạo ra trò chơi để hợp pháp cho việc bạo lực học đường và một trong số những người có mặt ở đây sẽ là kẻ bị dùng bỏ. Mỗi người sẽ có 5 phiếu bầu để bỏ phiếu cho những người còn lại, không thể bỏ phiếu cho bản thân và không bỏ cho một người nhiều lần. Ngay sau đó trò chơi cũng được bắt đầu, Suzy suy nghĩ rất nhiều và cô quyết định bầu cho những người bạn hay trò chuyện với mình. Cô xin lỗi Jaen vì không thể giành phiếu bầu cho cô ấy, Suzy hy vọng ít nhất bản thân cũng có một phiếu bầu từ cô bạn Jinjeon, nhưng điều đó đã không xảy ra. Suzy chẳng có bất kỳ một phiếu bầu từ ai cả nên sẽ phải đứng hạng F, sắp tới cô sẽ phải đối diện với những thứ tồi tệ nhất như cô bạn ngồi bên cạnh đã từng. Trở về nhà trong sự lo lắng, Suzy muốn biết khi nào bố sẽ chuyển công tác. Cô thật sự mong chờ đến thời điểm đó để chuyển trường, 3 tháng là thời gian quá lâu để cô có thể chịu đựng và vượt qua nỗi ám ảnh này. Hôm sau khi Suzy đến trường thì liền có một nhóm người tiến đến quấy rầy. Jaeon là người được hạng A nên sẽ có quyền ra lệnh cho cô làm theo ý mình. Suzy lúc đó từ chối nghe theo lời của cô ta, nên cô ta ra lệnh cho hai người bạn đánh Suzy một trận nhớ đời. Cô ta đánh Suzy một cách không thương tiếc và dĩ nhiên là cô chẳng thể nào phản kháng. Những người còn lại chỉ biết hướng mắt dõi theo vì đó là quy luật của trò chơi ngu ngốc này. Điều đặc biệt là bọn chúng đánh Suzy mà chẳng để lại bất cứ vết sẹo nào cả, đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể nào tố cáo được bọn chúng. Cô nhận ra rằng người tạo ra trò chơi này là để tạo ra đồng phạm, làm cho mọi người cảm thấy bình đẳng và không có cảm giác tội lỗi. Thậm chí camera ở đây cũng bị ai đó cắt bỏ, dường như tất cả mọi thứ đều được lên kế hoạch một cách rõ ràng. Trong lúc Suzy đang bật ghi âm để làm bằng chứng tố cáo thì va vào người Hajin, cô ấy khuyên Suzy nên tránh né một lát vì Jaeon đang tìm người hạng F. Đồng thời cô cũng nhắn nhủ Suzy phải cố lên, nhưng những lời nói đó có thật lòng hay không thì chỉ có Chúa mới biết được. Vào bên trong bọn chúng liền phát hiện ra Suzy đang bật ghi âm, chúng còn biết hôm nay là chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên của cô nữa. Thế là cô ta tự ý mở tủ đồ của Suzy, rồi liền cắt bỏ những miếng băng vệ sinh trong bộ dạng đầy khiêu khích. Suzy thừa hiểu rằng chẳng thể nào chịu đựng được trong 3 tháng tới, cô sẽ tìm mọi cách để có thể thoát khỏi hạng F.
Suji tự hỏi tại sao Jaen lại không tham gia trò chơi kim tự tháp này. Cô cũng biết được trong lớp có hai người chỉ được một phiếu bầu. Thế nên cô muốn hợp tác với Jaen để cả hai thoát khỏi hạng F, đẩy một trong hai người kia xuống thay thế vị trí của mình. Suji không ngừng ngại nói lời cảm ơn Jaen cho cả lớp nghe. Cô còn muốn được làm bạn thân với Jaen khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Ngay lập tức Jaen liền kéo cô ra ngoài để hỏi chuyện. Tại đây Suji nói ra kế hoạch hợp tác bỏ phiếu cho Jaen biết để đẩy một trong hai người có một phiếu đó xuống hạng F. Nhưng Jaen liền phản đối kế hoạch này. Cô không muốn đẩy ai vào hạng F thay thế mình cả. Đó là lý do Jaen không muốn tham gia trò chơi ngu ngốc này. Những ngày sau đó Suji tìm mọi cách để lôi kéo Jaen. Cô làm tất cả mọi thứ nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu từ cô ấy. Bây giờ điều mà Suji muốn biết nhất lúc này là ai đã tạo ra trò chơi đó. Có thể là người ở thứ hạng A hay một người nào đó đang cố ngụy trang. Đang suy nghĩ về mọi thứ thì Suji bất ngờ chạm mặt Bion. Cô ấy có điều muốn nói với Suji. Hóa ra cô gái này là bạn thân nhất của Jaen, nhưng trong một lần bỏ phiếu thì Bion đã trao đổi phiếu bầu với người khác thay vì cô ấy. Bion đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Suji và Jaen. Cô bây giờ đang cảm thấy có lỗi với người bạn thân của mình, thế nên cô ấy rất muốn Jaen thoát khỏi hạng F. Việc có thêm một người đồng hành sẽ giúp Suji lập ra kế hoạch tốt hơn. Tại đây Bion cũng tiết lộ cho Suji biết thân phận của một vài người trong lớp. Idol Jaejim là một con bướm trên mạng xã hội. Cô ta sinh ra đã ngậm thìa vàng, nhưng lại chưa bao giờ khoe khoang về điều này. Còn Hajin là một thiên thần luôn tỏ ra tốt bụng và dịu dàng, nhưng đó chỉ là vỏ bọc. Chính Bion đã nhìn thấy cô ta hành hạ cô bạn thân Jaen của mình. Bion rất sợ hãi khi biết được sự thật đó nhưng chẳng dám lên tiếng, dường như cô ta là người đã tạo ra trò chơi này. Hôm đó bọn chúng lại tiếp tục hành hạ Suji, chúng đã chuẩn bị rất nhiều con sâu rồi bỏ vào miệng của cô. Suji không chịu được nữa nên gắng hết sức lực để thoát thân, cô phun tất cả những thứ đáng sợ đó ra khỏi miệng mình. Đúng lúc đó Hajin bất ngờ xuất hiện, cô ta tỏ ra lo lắng và hỏi han Suji, rồi còn đưa tay để kéo cô đứng dậy nữa. Hajin quay sang chỉ trích Jaeon và yêu cầu cô ta nên dừng lại. Suji bây giờ đã biết được bộ mặt thật của Hajin rồi, nhưng cô vẫn luôn cố tỏ ra bình thản. Trở về nhà Hajin suy nghĩ về chuyện Jaeon đã nói với mình trước đó, cô ấy nguyện sẽ để cho Hajin làm bất cứ điều gì với mình. Với hy vọng Hajin đừng làm hại đến những người khác, mà người khác đó theo cô ta nghĩ chính là Suji. Suji nhận ra rằng mọi thứ ở ngôi trường này đều được sắp xếp cho trò chơi ngu ngốc đó, thậm chí việc lớp học cũng được tách riêng ra ở khu nhà phụ. Cô tin chắc rằng vẫn còn một người khác ở đằng sau, chứ một học sinh như Hajin không thể dàn dựng tất cả mọi thứ như thế này được. Cô tự hỏi rằng giáo viên ở đây có thật sự không biết gì về những chuyện này không, vì mọi thứ trước mắt quá rõ ràng. Ngay lập tức Suji liền tìm đến giáo viên chủ nhiệm để hỏi về camera an ninh, một giáo viên khác giải thích rằng chỉ có lớp em ở nhà phụ thôi thì cần gì phải lắp camera. Mà có một cái camera giám sát chạy bằng cơm trong lớp rồi còn gì, chính là lớp trưởng do An đó, một học sinh trong trường mà thầy cô nào cũng tin tưởng. Suji lướt qua thì nhìn thấy hồ sơ của do An, cô ta chính là con gái của giám đốc bệnh viện Seosim. Ngoài ra tại ngôi trường này còn có một lớp học đặc biệt nữa, nơi chỉ dạy cho những nữ sinh lá ngọc cành vàng. Họ không học kiến thức trong sách vở mà là học cách tiêu tiền, học cách ứng xử khi bản thân là một tiểu thư danh giá. Hôm đó Suji hỏi Hajin một điều rằng, cậu nghĩ ai là người đã tạo ra trò chơi này và với mục đích gì? Theo quan điểm của Hajin là vì nó vui và mang giải trí, cô ta thích cảm giác nhìn thấy ánh mắt của người bị hại, thêm vào đó là những ánh mắt thờ ơ của những người xung quanh. Hajin cho rằng đó chỉ là quan điểm riêng của mình thôi, cô ta thản nhiên như thể bản thân chẳng liên quan gì đến trò chơi ngu ngốc đó. Suji sau đó hẹn gặp Jaen, cô khóc lóc thảm thương để cho Jaen đồng cảm khi bị những người khác hành hạ. Rồi cầu xin Jaen giúp đỡ mình bằng việc trao đổi phiếu bầu sắp tới, nhưng Jaen nhất quyết không muốn tham gia trò chơi đó. Càng tuyệt vọng hơn khi Suji nghe bố thông báo rằng nhiệm kỳ của bố sẽ kéo dài ở đây, thế nên cô sẽ không cần chuyển trường sau 3 tháng tới. Suji thật sự hốt hoảng khi nghe được điều đó, cô cũng chưa từng tiết lộ với bố về những chuyện đã xảy ra ở trường. Hôm đó Suji hỏi Jaejim về việc cậu có biết ai là kẻ chủ mưu không, cô ấy ẩn ý nói rằng chả phải điều đó đã quá rõ ràng rồi sao. Dường như ai cũng biết Hajin là người đứng sau trò chơi này, cùng lúc đó Suji nhìn thấy Hajin đang ở cùng với chủ tịch của trường, cô ta chính là con gái của bà ấy. Đến đây Suji mới nhận ra gia thế thật sự của Hajin, không chỉ là con gái của chủ tịch mà còn là cháu gái của một tập đoàn lớn nhất nước. Gia đình của Hajin, Do An và Jaeon cũng thường đi ăn tối cùng nhau. Bố mẹ của bọn họ thường cấm cản con gái chơi chung với những bạn nghèo hèn, mây tầng nào thì phải kết thân với mây tầng đó. Suji cảm nhận được thầy giáo chủ nhiệm rất quan tâm đến học sinh, có thể thầy ấy cũng không hề hay biết gì về trò chơi ám ảnh này. Thế nên cô muốn tiếp cận thầy ấy để cầu xin giúp đỡ, có thể thầy sẽ là cầu nối giữa cô với Ủy ban Bạo lực học đường. Nhưng chưa kịp gặp thầy thì bị Do An phát hiện và ngăn cản, cô ta nói rằng cậu càng cố gắng thì tình hình càng xấu đi thôi, tính đến nay chỉ có một người chống lại trò chơi này. Suji không biết ai trong lớp này đã chống lại nó, nhưng cô tin chắc rằng Hajin đã bắt người đó đầu hàng. Chỉ còn một tuần nữa là bắt đầu trò chơi, cô cũng đang nghĩ cách để thoát khỏi vị trí như hiện tại.
Vì không chịu đựng được nữa nên Suji tìm gặp thầy chủ nhiệm để nói chuyện. Cô hỏi ý kiến thầy về việc thành lập ủy ban bạo lực ở lớp. Cô thừa nhận bản thân đang bị các bạn cùng lớp bắt nạt. Tại đây thầy kể cho Suji nghe năm ngoái cũng có một trường hợp giống như cô. Thầy hứa sẽ giúp đỡ cho Suji, rồi lấy điện thoại ra ghi hình lời tố cáo của cô để làm bằng chứng. Nhưng Suji đâu biết gã thầy giáo này cũng là cá mè một lứa, ông ta muốn ghi hình lại những vết bầm hay sẹo nhưng cô lại không có. Phải cần có những thứ đó mới có thể tố cáo được, thế nên ông ta liền thẳng tay đánh Suji. Ông ta còn định đổ nước sôi lên đầu cô nữa, thật may lúc đó Jaen có mặt kịp thời rồi gọi cửa, Suji cũng liền bỏ chạy ra bên ngoài. Jaen kéo cô ấy lên sân thượng rồi trách móc khi Suji dám ở một mình với gã thầy giáo điên khùng đó. Ông ta muốn có bằng chứng bạo lực để uy hiếp gia đình của Jaen, lúc đó ông ta sẽ nhận được một số tiền để che giấu mọi chuyện. Jaen cho rằng tất cả là lỗi ở tớ, rồi mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, trong khi Suji chẳng hiểu cô bạn đang nói về điều gì. Lý do mà Jaen biết Suji ở đó là vì trong lúc cô đến nộp đơn xin thôi học thì nhận được bức ảnh của Suji đi bên cạnh ông ta qua một nhóm chat của lớp. Tại đây Suji muốn hỏi Jaen về mối quan hệ với Bion, nhưng Jaen bất ngờ nói rằng cả hai chẳng thân thiết gì với nhau cả. Suji không hiểu tại sao Bion lại nói dối về chuyện này. Đồng thời Suji thật sự muốn Jaen tham gia trò chơi ngu ngốc đó, cô muốn cả hai cùng thoát khỏi vị trí hạng F. Jaen nói rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc nếu như mình thôi học, nhưng Suji cho rằng trò chơi này sẽ không bao giờ kết thúc dù cậu có ra đi. Hajin không phải là kẻ duy nhất duy trì hệ thống này, những bọn còn lại cũng sẽ biến thành quái vật như bệnh truyền nhiễm vậy. Phải có ai đó đứng lên để chấm dứt mọi chuyện, Suji muốn bản thân là người tiêu diệt trò chơi kim tự tháp. Ngày mai là thời điểm diễn ra cuộc bỏ phiếu, Suji hy vọng Jaen sẽ không nghỉ học mà phải đến lớp. Hôm sau khi Suji đến lớp thì vẫn không thấy Jaen đâu cả, cô nhiều lần gọi điện nhắn tin nhưng Jaen vẫn không trả lời. Trong lúc Suji đang cảm thấy bế tắc thì Jaen bất ngờ tung cửa bước vào, không những Suji mà tất cả mọi người đều cảm thấy ngỡ ngàng. Dĩ nhiên Jaen đến đây là để tham gia trò chơi này, cô đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà Suji nói và cô cảm thấy đó là điều đúng đắn. Joan liền gửi cho Jaen đường link để tải trò chơi, trong khi đó Hajin vẫn chưa hiểu trong đầu Jaen đang nghĩ gì. Ngay sau đó trò chơi ngu ngốc này cũng được bắt đầu, Suji và Jaen sẽ bầu cho nhau, lúc đó cả hai sẽ có một phiếu bầu như Jia và Sungji. Tất cả sẽ cùng hạng D và ở dưới đáy, nhưng chí ít họ sẽ thoát khỏi vị trí hạng F như hiện tại. Đó là lỗ hổng của trò chơi này khi không ai bị hạng F, nhưng kết quả lại cho Suji một bất ngờ lớn khiến cô không thể tin vào mắt mình. Suji bất ngờ nhận được tận 5 phiếu bầu và được hạng C, trong khi Jaen cũng có 2 phiếu bầu và đứng hạng D. Suji không biết ai là người đã bầu cho mình, nhưng Jaen lại cảm thấy lo lắng vì có một người đứng hạng F là Jia. Nó đã không đi theo kế hoạch mà cả hai đã dự tính trước đó, bên kia Jia đang run rẩy chân tay khi tử thần đã gọi tên mình. Bản thân Jaen thật sự không muốn nhìn thấy bất kỳ ai bị bọn chúng hành hạ, cô cũng không hiểu tại sao Jia lại không có phiếu bầu nào. Suji cho rằng chắc hẳn là cậu ta bị bạn bè cho ra rìa, ngay cả chị em thân thiết cũng có thể trở mặt với nhau. Sungji đã có bạn mới, còn Jia thì bị phản bội bởi người bạn duy nhất của mình. Jaen muốn cả hai phải làm gì đó để giúp Jia chống lại bọn chúng, nhưng Suji lại tỏ ra thờ ơ. Cô thừa nhận rằng bản thân không thể tử tế được như cậu, tớ chẳng quan tâm trò này nếu như tớ không bị xếp hạng F. Jaen tỏ ra tức giận trước những gì Suji nói, vì trước đó cô từng hứa sẽ tiêu diệt trò chơi ngu ngốc này. Bên kia Gunji hỏi ý kiến của Hajin rằng chúng ta nên làm gì đây nhỉ, nhưng Hajin lại bất ngờ trở mặt rồi nói rằng sao lại hỏi tớ chứ. Dường như cô ta đang muốn cho mọi người thấy bản thân chẳng liên quan gì. Ngay sau đó Hajin gửi lời chúc mừng đến Suji, cô ta hứa chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại với cậu nữa đâu, lần này tớ sẽ giúp cậu. Suji bây giờ chẳng cần quan tâm liệu cô ta có phải là kẻ tâm thần hay không, nên cũng không cần phải tỏ ra thù địch làm gì. Suji bây giờ đang đứng trên một cương vị mới, mọi người cũng thêm cô vào nhóm chat riêng của lớp. Những người từng thờ ơ với cô cũng bắt đầu quay xe, bọn họ muốn được kết thân với cô hơn. Hajin thật sự là một kẻ thần kinh nặng vì có một cô bé đến làm phiền trong lúc đang suy tư. Thế là cô ta nhẫn tâm đốt bàn tay của cô bé, đến nổi sung bỏng cả lên. Hôm đó Jaejin thừa nhận cho Suji biết bản thân đã bầu cho cậu đấy, Suji muốn biết lý do là gì mà cậu lại làm như vậy. Cậu muốn thứ gì từ mình sao, nhưng Jaejin nói rằng bản thân chẳng cần gì cả. Thật ra việc người ở thứ hạng cao bầu cho người ở dưới là điều hiển nhiên, không ai dạy gì mà bầu cho những người cùng thứ hạng với mình cả. Việc hành hạ người hạng F vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng trong lúc Wonji đang hành hạ Jia thì Jaen liền đứng ra ngăn cản. Rồi cô còn tự nguyện thay thế Jia hứng chịu những thứ đó nữa, nhưng đột nhiên Hajin lại không muốn điều đó xảy ra. Cô ta yêu cầu Wonji phải xin lỗi Jaen thì cô ấy không còn là hạng F nữa, Suji cũng không đứng ngoài cuộc. Cô liền ném giấy vào người của Hajin rồi cho rằng đó là nhầm lẫn khi người mà bản thân nhắm đến là Jaen. Wonji tức giận định đánh Suji, nhưng cô cho rằng cậu không phải là hạng A nên không thể làm như thế với mình. Đứng bên cạnh Hajin yêu cầu Wonji dừng tay lại, tiếp đến Suji nói với Jaen rằng mình sẽ giữ đúng lời hứa với cậu. Cô liền hỏi thẳng mặt Hajin rằng
cậu có cho phép mọi người hành hạ Gia không? Cô ta nói rằng bản thân cũng như bao người ở đây và không có quyền quyết định, mà người đứng ra làm điều đó chính là trò chơi này. Đúng lúc đó cô giáo bước vào thì cả hai mới thôi đôi co, do An liền đứng ra giải thích cho cô biết mọi người chỉ đang chơi trò chơi thôi ạ. Suji sau đó cảm thấy hối hận vì đây là lần đầu tiên cô trở nên bốc đồng, Jaen thừa biết cô đang ở dân thượng nên cũng liền có mặt. Jaen thật sự lo lắng cho Suji khi dám đứng ra đối đầu với Hajin, cô nói rằng mình làm như vậy không phải vì cậu mà là vì chính bản thân mình. Suji cũng thừa biết Hajin là người đã bầu cho mình, điều mà cô muốn làm nhất lúc này là xóa bỏ trò chơi đó và cô cần sự giúp sức của Jaen. Hôm đó Jia kể cho Suji nghe câu chuyện cách đây một năm trước, chính Jaen là người đã khởi xướng trò chơi này. Hajin lúc đó chỉ đứng nhìn thôi, còn những luật lệ kia không được đề ra từ đầu, nó tự biến hóa theo thời gian. Ban đầu việc bắt nạt những người hang giới chỉ diễn ra một cách nhẹ nhàng, rồi sau đó hạng ép mới bắt đầu xuất hiện. Từ đó việc bắt nạt đã chuyển sang hành hạ thể xác một cách tàn bạo hơn. Nạn nhân đầu tiên chính là Uzi, cô ấy bị hạng ép suốt cả năm đầu, vì không chịu được nên cô ấy cũng đã bỏ học vài tháng trước. Thật ra do An và Jaeon chẳng ưa gì nhau, nhưng vì mối quan hệ giữa hai gia đình nên họ buộc phải cố tỏ ra thân thiết. Do An cũng không hề muốn tham gia trò chơi ngu ngốc đó, chỉ là bản thân không thể nào chống lại tất cả được. Suji đang lên kế hoạch tập hợp những người ở hạng D, tận dụng sự khao khát để mọi người có thể tiến lên hạng C. Theo tính toán của Suji thì mỗi người cần 5 phiếu lên hạng C, bây giờ họ đã có 3 người và cần thêm 3 người nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Khi đó những người hạng C sẽ nhiều hơn hạng D, trò chơi sẽ sụp đổ khi nó không còn duy trì ở dạng kim tự tháp nữa. Ngay sau đó tất cả bắt đầu tìm cách tiếp cận các mục tiêu, Suji sẽ giả vờ kết thân rồi lôi kéo những người ở hạng D. Nhưng kế hoạch đó đã được Hajin nắm trong lòng bàn tay và dĩ nhiên là cô ta sẽ không để Suji thực hiện một cách chót lọt. Hôm đó cô ta hẹn cả Jaen và Suji đến, tại đây cô ta không ngần ngại để lộ bản chất thật sự của mình. Hajin liền châm điếu thuốc như mọi khi trước mắt Suji, rồi còn phà khói thẳng vào mặt cô ấy để dằn mặt cho kế hoạch mà Suji đang tiến hành. Jia tỏ ra hốt hoảng khi hay tin Hajin đã biết hết mọi thứ, nhưng Suji cho rằng cô ta chưa biết một cách chi tiết, chỉ biết rằng chúng ta đang tiếp cận Jaegon. Anh nhân viên cửa hàng tiện lợi thường thấy Suji đăng nhập vào trò chơi kim tự tháp, thật tình cờ anh cũng là một lập trình viên và là anh trai của Gunji. Thế nên anh cũng đã đăng nhập vào trò chơi đó và biết hết tất cả mọi thứ bên trong. Hôm đó cô giáo cảm nhận được lớp của Suji có biểu hiện bạo lực học đường khi nghe thấy Jia ngồi khóc một mình trong nhà vệ sinh. Cô muốn biết ở lớp đã xảy ra chuyện gì rồi sẽ tìm cách giúp đỡ, nhưng Suji nghĩ đến thầy giáo điên khùng hôm trước nên không thể tiết lộ với cô. Sau nhiều ngày vất vả theo đuổi thì Suji đã có được mục tiêu đầu tiên, cô phát hiện ra Hajun có một nhóm bạn thân nhưng lại không bầu ai trong số họ. Suji đe dọa sẽ đem bí mật này kể với mọi người, thế nên cô dễ dàng lôi kéo được Hajun về phe mình. Tối hôm đó trong lúc Suji và Jaen ra về thì bắt gặp một anh chàng trông rất quen, anh ấy đột nhập vào trường để lấy cắp thứ gì đó. Ra bên ngoài thì bắt gặp Suji, tại đây cô liền nhận ra anh chính là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi và là anh trai của Gunji. Anh ấy đến đây là vì trò chơi kim tự tháp và cũng là vì vụ việc của em gái mình. Ngay sáng hôm sau Suji liền tìm đến gặp anh, Sun Ha cũng đã biết về trò chơi bỏ phiếu và kẻ bị dùng bỏ. Anh cũng kể về việc Gunji tự giam mình tại nhà suốt nhiều tháng qua, tại đây Suji muốn được hợp tác với anh ấy để xóa bỏ trò chơi đó. Trong khi đó nhiệm vụ của Ji là lôi kéo cô bạn từng thân Sunji, còn Jaen thì tìm mọi cách để dụ dỗ Hyun. Sau nhiều ngày vất vả thì cuối cùng họ cũng có được 3 mục tiêu như đã đề ra, nhưng Suji muốn bổ sung thêm một kế hoạch nữa. Ngay sau đó Suji hẹn gặp Jaejin vì đang nắm trong tay một bí mật về cô. Suji thừa biết Jaejin đang yêu một cô bạn đồng tính trong lớp là Enjun. Vậy nên Suji muốn trong game lần tới Jaejin phải xuống hạng F. Cô cho rằng với một người xinh đẹp và giàu có như Jaejin thì không ai có thể bắt nạt được. Suji muốn phá vỡ trật tự của trò chơi này, đồng thời sẽ giúp Jaejin đánh bại Hajin trong chính trò chơi của cô ta. Đúng lúc đó cả Suji và Jaejin bất ngờ nhận được tin nhắn trong nhóm chat từ Sungji, nói rằng Suji à, nếu như tớ chết thì cậu có chịu dừng lại không? Sungji hiện tại đang muốn tự tử, cô ấy tự cắt lấy cổ tay mình, trong khi mọi người bên ngoài rất hoảng loạn. Ngay sau đó tất cả cũng mở được cánh cửa và ngăn cô ấy lại, khi Suji đến nơi thì mọi ánh mắt đều hướng về cô. Hajin liền tiến đến để hỏi Suji đã làm gì, trước đó Hajin đã đe dọa Sungji khi biết một bí mật của cô, thế nên Sungji đã làm theo những gì mà cô ta bảo. Cùng lúc này cuộc họp phụ huynh đang diễn ra, cô giáo tiết lộ với bố Suji rằng có bạo lực học đường ở đây và con gái của ông cũng là nạn nhân. Nghe xong điều này khiến những phụ huynh khác không khỏi ngỡ ngàng, thấy thế bà hiệu trưởng liền ra dấu cho người của mình ngăn cô giáo lại. Nhưng bố của Suji vẫn muốn nghe cô giáo nói tiếp, ngay sau đó cô giáo dẫn ông đến nơi mà Sungji đang muốn tự tử. Tất cả đều hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng này, rồi các phụ huynh liền quay sang chỉ trích Suji khi biết cô là người bắt nạt. Hajin liền nhảy vào nói rằng Suji vẫn chưa hòa nhập và đó chỉ là sai lầm nhỏ thôi ạ, cháu nghĩ bọn cháu nên tự mình giải quyết. Ngay sau đó mọi người trong lớp tự giải quyết mà không cho phép ai can thiệp,
Dựa vào luật của trò chơi kim tự tháp thì Suji không được phép bắt nạt Sungji. Suji không phải hạng A còn Sungji thì chả phải hạng F. Jeon có ý kiến trừng phạt Suji bằng cách tước phiếu bầu của cô. Suji liền hỏi Sungji rằng mình có bắt nạt cậu không và mình muốn xem bằng chứng cụ thể, nhưng Jeon liền phản đối điều đó. Ngồi bên dưới Hajin có ý kiến, hay là chúng ta giơ tay biểu quyết đi, xem thử Suji có đáng bị trừng phạt hay không. Bên ngoài bố Hajin cho rằng bọn trẻ đang giải quyết vấn đề một cách lành mạnh, nhưng cô giáo John liền phản bác điều đó, cô cảm nhận như thể đang hành quyết công khai vậy. Cô giáo muốn vào bên trong để ngăn bọn trẻ lại, nhưng mẹ của Hajin lại không cho phép cô làm điều đó. Bên trong 21 người đồng ý sẽ tước phiếu bầu của Suji, cô sẽ không được bầu trong lần tiếp theo nhưng vẫn nhận được phiếu bầu từ người khác. Suji thừa biết tất cả mọi chuyện là do một tay ả Hajin bày ra, nhưng cô không hiểu tại sao Hajin lại biết kế hoạch của mình rõ đến vậy. Không lâu sau đó các bậc phụ huynh được mời vào nghe Hajin thuyết trình, thứ mà cô ta đang trình bày lại chính là trò chơi kim tự tháp. Lần này Hajin muốn các phụ huynh bỏ phiếu cho các học sinh trong lớp này, mẹ của Hajin cho rằng đây không phải là ý tưởng hay nên muốn con gái dừng lại. Đúng lúc đó bà của Hajin, chủ tịch của một tập đoàn lớn bước vào. Bà ta tỏ ra rất hài lòng với đứa cháu gái, rồi muốn Hajin cứ tiếp tục trình bày, đồng thời cũng muốn mọi người nên tham gia. Ngay sau đó cuộc bỏ phiếu của các bậc phụ huynh cũng diễn ra, duy nhất chỉ có bố Suji là không tham dự. Kết quả người bị hạng F không ai khác ngoài Suji, những người khác liền chủ động tránh né bố của cô ấy. Hajin muốn được nghe ông ấy nói về cuộc bỏ phiếu này, bố Suji cho rằng việc phân chia thứ bậc tồn tại khắp mọi nơi. Trong quân đội, trong xã hội và cả trong trường học, ông cho rằng đó là điều phải làm để duy trì trật tự và các thỏa thuận. Nhưng Suji liền phản bác điều đó khi bố nhắc đến trật tự, nếu ai đó bị hạng F thì chẳng khác gì địa ngục. Nó đáng sợ đến mức khiến người ta nghĩ đến cái chết, tiếp đến Suji muốn được đập nát cái kim tự tháp này. Trong khi tất cả đều cảm thấy sửng sốt thì bà của Hajin lại nở một nụ cười đắc ý. Bà cho rằng bố Suji có một đứa con gái đầy chí khí và bà muốn ông giao Suji cho tập đoàn của mình. Hôm đó Suji đi vào lớp thì thấy một chiếc camera trên bảng, nó đã được anh Sun Ha lén đặt ở trước đó. Hajin nhắn tin cho một ai đó với nội dung tớ sẽ biến Jaen thành hạng F ở trò chơi ngày mai. Sáng hôm sau Jaejim hỏi Hajin về việc kéo người lớn chơi game giữa tiết sự giờ, cô cho đó là tiết lộ nội dung trò chơi trái với quy định. Trước đó Jaejim và Suji đã thông đồng với nhau, họ sẽ tìm cách phá vỡ hình ảnh cai trị của Hajin trong lớp này, sau đó sẽ đưa Jaejim lên hạng A. Hajin muốn hỏi ý kiến của tất cả mọi người về những gì Jaejim đang nói, nhưng không một ai dám hó hé một lời nào. Jaejim cho rằng hỏi kiểu đó thì ai dám trả lời, thế nên cô có ý kiến sẽ bỏ phiếu kín. Kết quả có 13 người nói có và 11 người nói không, trong việc Hajin đã làm lộ trò chơi ra bên ngoài. Hình phạt dành cho Hajin là không được bỏ phiếu cho game tiếp theo, nhưng cô ta đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Hajin liền cho người tung tin Jaejim được bố đút lót tiền để được nổi tiếng, đồng thời Enjun cũng bị bóc phốt khi gia đình xây phòng gym cho trường nữ sinh. Khi cả hai đang thắc mắc ai trong lớp này là người tiết lộ những chuyện đó, thì Hajin cho rằng bức ảnh mà báo đưa về Jaejim như thể được chụp ở đây vậy. Dường như có camera giấu kín trong căn phòng này, Enjun sau đó cũng phát hiện ra chiếc camera đó. Để biết ai là thủ phạm thì Hajin muốn mở chiếc thẻ nhớ đó ra xem, bên dưới Suji tỏ ra vô cùng lo lắng. Thật đúng lúc cô giáo John bước vào và thừa nhận nó là của mình, cô muốn đặt nó để xem lớp này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra nó chẳng phải là của cô giáo đã giúp Suji thoát nạn vì nó là chiếc camera của anh Sun Ha. Sau khi thừa nhận chiếc camera đó là của mình thì cô biết chuyện gì sẽ đến, thế nên cô chủ động sắp xếp mọi thứ để rời khỏi ngôi trường này. Cô giáo John cũng thừa biết bản tính tàn ác của Hajin, nhưng cô không thể làm gì hơn thì sức mình có hạn. Cô cũng gửi cho Suji số điện thoại, nếu có chuyện gì cần giúp thì báo cho cô tin Suji sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Suji không hiểu sao Hajin lại biết camera giấu kín đó, vì chuyện này chỉ có mình cô và Jaen biết, cô liền đem nó ra để hỏi Jaen và Jia. Jia run rẩy chân tay vì chính cô là nguyên nhân. Cô đã nghe Jaen tiết lộ về chiếc camera, sau đó đem kể cho cô bạn Sungji, từ đó Hajin mới biết được chuyện đó, Suji không một chút suy nghĩ liền đuổi cô ấy ra khỏi nhóm. Ngay sau đó trò chơi kim tự tháp lần thứ 15 tiếp tục diễn ra, Suji và Jaen đều được hạng D, trong khi Jaejim được hạng A như kế hoạch trước đó. Jia thì thoát khỏi hạng F, điều bất ngờ hơn cả là Bion đột nhiên lại leo lên hạng A. Còn Jaeon thì điên tiết lên khi bản thân vừa tụt xuống hạng B, Hajin cũng thế, kế hoạch đẩy Jaen xuống hạng F đã không thành công. Ngay sau đó Hajin tìm gặp Jaen để nói chuyện, Jaen cầu xin cô ta hãy để yên cho họ đi, cùng lúc đó Suji cũng bất ngờ xuất hiện. Tại đây Hajin tiết lộ rằng những việc mà bản thân làm với Suji đều do Jaen mà ra, nhưng làm sao Suji có thể tin điều đó. Thứ mà cô biết lúc này là Hajin chỉ muốn Jaen là hạng F mãi mãi. Suji quay sang hỏi Jaen rằng cậu có muốn là hạng F không và dĩ nhiên là cô ấy không hề muốn. Hajin bật cười khi nghe Suji nói mình là kẻ bắt nạt. Nếu tôi là kẻ bắt nạt thì cậu là gì hả Jaen? Không sao đâu Jaen, tôi sẽ nghiền nát nó giúp cậu sớm thôi. Bây giờ hạng F đã không còn tồn tại nữa,
thế nên Suji hỏi ý kiến Hajin về việc dẹp bỏ trò chơi vô nghĩa này. Nghe được điều đó khiến Jaewon và Wonji không khỏi tức điên lên, trong khi Suji vẫn cứ tiếp tục khiêu khích nhóm người của Hajin. Mọi người không hiểu tại sao Beon lại leo lên được vị trí hạng A, sau khi lên một cương vị mới thì Beon như thể biến thành người hoàn toàn khác vậy. Cô ấy bây giờ có quyền lực ngang hàng với Hajin, Suji nhận ra rằng dường như Beon chính là con bài tẩy của Hajin. Đúng là như vậy, Beon bây giờ là người của Hajin, cô ta sẽ làm bất cứ việc gì mà Hajin bảo, đổi lại Beon muốn Hajin làm giúp mình bài kiểm tra cuối kỳ. Hôm đó Suji bất ngờ phát hiện ra Hajin gửi tin nhắn riêng cho Jaen, cô ta muốn hẹn gặp Jaen ngay lúc này. Tại đây Suji hỏi Jaen rằng cả hai đã quen nhau từ lúc nào, Jaen quen cô ta từ khi còn học tiểu học. Lúc đó cả hai từng rất thân thiết với nhau, rồi sau đó cô ta chuyển đi một nơi khác, cho đến khi lên cấp 3 thì cả hai lại học chung lớp. Hôm đó bố Suji về nhà thông báo rằng bố sắp chuyển công tác, ông muốn Suji chuẩn bị chuyển trường trong tháng tới. Biết được tin này khiến Suji không khỏi ngỡ ngàng, cô không biết thời gian còn lại có đủ để phá bỏ trò chơi ngu ngốc đó hay không. Jaejin muốn thay đổi một số luật lệ, nếu như cuộc bỏ phiếu sắp tới không có hạng F thì chúng ta cũng phải bỏ đặc quyền hạng A. Nhưng Hajin lại khẳng định chắc nịch rằng lần tới chắc chắn sẽ có người hạng F. Trở về nhà, Jaen gọi điện cho mẹ, bà ấy tiết lộ rằng hôm qua Sogun có tìm đến đây, nghe xong điều này khiến Jaen phải chết lặng. Ngay hôm sau cô bất ngờ nghỉ học mà không đến lớp, đồng thời Hajin cũng vắng mặt một cách đáng nghi. Suji liền gọi điện cho Jaen nhưng không thể liên lạc được, cô cảm nhận có điều gì đó bất thường. Tối đó Hajin đến nhà của Jaen, cô ta hỏi Jaen rằng mẹ cậu có biết tại sao tôi lại cứ quấy rối cậu như vậy không? Jaen thừa nhận vì đó là lỗi của tôi, Hajin lạnh lùng châm lửa rồi đốt bàn tay của Jaen. Đúng lúc đó Suji bất ngờ xuất hiện, cô thừa hiểu Hajin đã phải tốn rất nhiều tiền chỉ để bắt nạt Jaen trong yên bình. Cô cũng thừa biết Hajin đã dùng các mối quan hệ để buộc bố cô chuyển công tác, nhưng Suji khẳng định bản thân sẽ không chuyển trường đâu. Suji tự hứa với lòng là sẽ đánh bại Hajin để nghiền nát trò chơi chết tiệt đó, và trò chơi đó chính là Hajin. Jaen muốn Suji ở lại cho đến khi trò chơi đó kết thúc, rồi cô sẽ kể cho Suji và những người khác nghe một chuyện mà bản thân đang giấu. Ngay sau đó cả hai ghé cửa hàng tiện lợi, anh Sun Ha đã ghi lại rất nhiều đoạn ghi âm ở lớp học. Anh ấy sẽ tung tất cả lên YouTube bằng một tài khoản nước ngoài, anh lo sợ khi tung nó thì Suji sẽ có kết cục như em gái mình. Nhưng cô lại không sợ điều đó, người phải lo sợ chính là Hajin khi lộ bộ mặt thật với công chúng. Hóa ra người giúp Suji ghi âm những cuộc hội thoại trong lớp chính là Joan, ngay từ đầu cô ấy chẳng ưa gì Hajin. Và trò chơi ngu ngốc đó, việc kết thân với cô ta cũng chỉ vì gia đình Joan muốn thế. Tối hôm đó Hajin tìm đến Jaejin để khiêu khích, cô ta thừa biết Jaejin và Enjun vẫn đang còn rất mặn nồng với nhau. Hajin nghe nói bố mẹ Jaejin phản đối việc cô ra mắt, nếu lần này ra mắt thất bại thì họ sẽ chẳng thể nào cứu con gái thêm một lần nào nữa. Dĩ nhiên việc Hajin tiết lộ mối quan hệ giữa hai người thì mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Trong khi Jaejin thách thức cô ta làm điều đó, thì Enjun lại quỳ gối để cầu xin Hajin. Mặc cho Jaejin bảo Enjun đứng lên nhưng cậu ta không thể, Hajin nói rằng tôi sẽ để mắt đến cậu nếu như không muốn cậu ta quỳ xuống thêm một lần nữa. Ngay sau đó Hajin gửi tin nhắn cho Suji với nội dung đầy khiêu khích, hôm nay cậu có thu được nhiều bản ghi âm hơn không? Suji tự hỏi tại sao cô ta lại biết về chuyện này chứ, có vẻ như Joan đã quay xe sau khi bị Hajin nắm thóp. Tiếp đến cô ta gửi cho Suji một tập tin khiến cô thật sự sửng sốt, cô ta có bằng chứng để tố cáo bố của Suji tham nhũng. Lợi dụng con gái chuyển trường để có được những mối quan hệ vững chắc, việc tham nhũng được che đậy bởi chương trình cố vấn. Suji bây giờ không biết phải làm sao với những đoạn ghi âm này, cô sẽ xóa đi để bảo vệ gia đình mình hay tiếp tục tung nó ra để đối đầu với con ả thần kinh đó. Đến đây tập 6 cũng đã kết thúc, diễn biến của bộ phim ra sao mời các bạn đón xem các tập tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.